Xin chào các bạn. Bữa nay mình sẽ review cái xe mới mình mới mua hồi tối hôm qua đó. Mà hồi lúc đi mua là do vội vã lắm cho nên mình cũng không có tới đó quay phim nữa. Đi mua mà giống như là đi chợ mua thịt vậy đó các bạn. Mình sẽ kể lại cho các bạn coi. Thì bây giờ mình sẽ review cái chiếc xe này. Cái này là cái chiếc Toyota Sienna. Chiếc này là xe van đó các bạn. Thì cái này nó rộng rãi cho gia đình đi thì nó thoải mái hơn. Mình sẽ xoay cái camera lại cho các bạn coi nha. Cái mặt trời nó cháo quá, không có thấy rõ. Chiếc xe này là của Toyota đó các bạn. Cái này là xe van Sienna Limited Hybrid đó các bạn. Thì nó chạy sẽ là một nửa là điện, một nửa là xăng. Màu của nó là cái màu trắng mà nó có giống như là ngọc trai vậy đó các bạn. Nó gọi là Pearl White. Thì xe này là có 7 chỗ ha. Bây giờ thì mình sẽ mở cái cửa ra để coi bên trong. Để em bi nè. Để unlock á. Rồi để cho em bi. Nãy giờ mình nói chuyện nhỏ rồi, em mở cửa đó đi con. Mở đó thì có được chưa? Không được hả? Rồi mở thử coi. Rồi mở bên kia, cái đó mày mở bên kia giờ mình mở bên đây nha. Bi bấm. Rồi để cho em bi nè. Em bi sẽ review chiếc xe này cho cô chú nha. Có đèn gì? Có cái screen nè. Trời ơi. Còn có cái screen nè. Đừng có bẻ tới bẻ luôn á, nó gãy nó rớt xuống luôn đó ông ơi. Từ từ thôi. Đẹp quá nè, thấy không? Đó, đẹp phía sau cơ. Luôn, đẹp, rất là rộng rãi. Trời ơi. Đi còn báo cáo luôn mà tao em đi bước trời vô dơ vô trên cắt chắc cái này mới quá phải đi trên không luôn á. Phải không Bi? Hả? Có băng dài lên đây không? Thì ở phía sau ngồi là có ba cái ghế. Đây, bước lên cho coi nha. Ba cái ghế ngồi, ba người ngồi phía sau. Đây là hai cái ghế giữa là hai người ngồi. Mom, cái TV coi. All the way at the back, okay mommy? Rồi ở phía trước. Ở đây là cái màn hình, không có phải là cái màn hình để coi TV các bạn, mà để giống như nó hiện lên cái map cho mình chạy xe đồ á, hoặc là mấy cái kênh đài hay là nghe nhạc đồ bị kia thôi, chứ không phải là TV. Chú các bạn đi bên đây nè. Đây hai cái ghế đây. Nó đâu được thôi con này con lên phía trước nè, lên phía trước nè Ren. Thì cửa tự động là nó có sensor cái này nè các bạn. Thì mình đá cái chân lại thì nó sẽ đóng cái cửa lại. Cửa sau cũng vậy. Mình đá cái chân vô, đá chân là giống vậy. Sao nó không nhúc nhích không biết. Nó nói vậy mà hồi tối mình đá nó cũng không có nhúc nhích luôn nữa. Chắc cũng phải thêm phải làm sao cho nó đúng là sao không biết. Nó có cái sensor đó mà mình không có làm cho nó trúng cái sensor thì nó sẽ không có đóng, nhưng mà nó là tự động á, mình dùng chân rồi mình đóng được hết. Thì ở trên đây nó có cái mui ở trên mở ra, nó gọi là moonroof đó các bạn. Đó là moonroof. Em Long khóc. Mom, can I have it now? Hồi năm rồi để mẹ làm cái không? Cái này là cái key thì mình không có cần gắn cái key vô các bạn, mình chỉ cần bấm nút thôi. Thì xe mình, mấy cái xe Lexus của mình là đều như vậy hết. Không có cần gắn vô, mình chỉ cần bấm cái này vô thôi. Nó là wireless key. Đây, Toyota là cái này là cái biểu tượng của Toyota. Đây, có những cái chỗ này nó rộng ghê luôn ha. Cái chỗ để cái cup uống cà phê. Đây được 4 cái luôn các bạn. Còn ở phía đây thì mình để cái vỏ của mình nè. Cô chú như nè, như nè cô chú như nè. Đó, cái này bấm bật lên luôn, rất là biết không biết nè. Cái này 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 cho battery. Ở trong là màu rê. Cái da này là màu
màu đen cũng rất màu này rất là đen thời nè. Ở trong đây. Nó có cái đồ sạc pin. Thế này là cho cái battery để cho chị em á. Rồi, mình sẽ chuẩn bị đi chạy chiếc xe thử chạy đi vòng vòng thử coi sao nha. Hồi tối này thì mình chạy về nhà lúc 10 giờ đi mất. Hold on, let's see the trunk. Ok. Đây là cái cửa thì cái này tự động đóng. Bấm hoặc là mình bấm nút cũng được, bấm nút thì nó sẽ chạy vào. Đó. Và đây là phía sau, mở cái trunk ra. Đây là cái này là cái xe Toyota. Đây là limited edition hybrid đó các bạn. Hybrid là nó chạy một nửa là điện, một nửa là xăng. Đó, cái trunk này thì nó sâu hơn là cái xe SUV của Daddy. Thì để được nhiều hơn, rồi khi mà không có ai ngồi thì mình hạ cái này xuống, cô hạ ba cái ghế này xuống cũng được để mình để đồ mình đi du lịch đó. Còn nếu có người ngồi thì mình điền dựng lên. Rồi em đi xem. Cô chú các bạn. Chờ chút. Rồi người ta nói đá cái chân xuống không? Đá nè, hồi nãy chưa nó có cái hình nè các bạn. Đó, cái hình cái này là đá cái chân xuống. Đá cái chân á là nó sẽ đóng cái cửa rồi để mình đá thử lần coi nha. Yeah, it's work. Đúng rồi, đá xong rồi chạy ra là nó sẽ đóng lại. Đó. Đây. Còn phía bên đó đó là xe. Xe của má mì đó. Má mì, cái xe này má của má mì mua được 4 năm rồi. Cái này là Lexus các bạn. Mà cái da của mình là cái da màu cream. Mà bây giờ mình bọc cái màu đen lên đó để cho mấy em nhỏ cho nó đỡ dơ. Khi nào lớn thì bỏ mở ra. Đây, xe của mình cũng là màu trắng pearl luôn các bạn. Đây, coi xe nha. Đó. Hold on. Đó là chiếc đừng chạy ra đường với Dan. Ok. Nó là của mommy. Mom. Còn chiếc này là của daddy. Nhưng mà Dad, open your door, daddy. À, daddy chuẩn bị bán cái chiếc này. Dad, open your door. Kia rồi. No, okay, Brayden. Unlock your door, Daddy. That's it. Unlock your door. Oh. You have to have the key with you, remember? Oh. Yeah. I don't know. Mommy. Đây. Yeah, just push the button. Rồi bây giờ là đã gắn hai cái ghế lên cho hai em rồi nè, cô chú. I don't know where the key went. Ok, mà mommy chạy. Mommy chạy. Rồi, không cho Daddy gái nữa thiệt. Mami chạy phải không? Daddy chạy hay mami chạy? Mami chạy. Daddy chạy phải không? Ok. Hai em còn nhỏ cho nên phải ngồi trên cái car seat. Thì phải gắn hai cái ghế này vô đó cô chú. Không nào. Cái này nó có cái này bật lên được để mà giống như nếu mình ngồi á, mình ngã ghế ra là mình nằm dài ra giống như deluxe, cái hàng deluxe vậy đó các bạn. Đi máy bay hàng deluxe nó thẳng cái chân ra luôn để mà mình ngủ. Bấm cái này nè chứ không biết phải bấm cái nút nào, còn thật sự mình cũng chưa có coi hướng dẫn sử dụng nữa. Hồi lúc tối mình mua đó thì mami chạy do là hồi tối làm trễ quá nhưng mà thường thì mình mua xong á. Ok, mami chạy nè. Trời ơi, cái anh nó cũng mệt. Từ khi mình mua xong á thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình sử dụng những cái chức năng trong đây á, rồi mình có cái câu hỏi gì á thì người ta giải thích cho mình. Nhưng mà hồi tối này á mình đi mua rất là gấp các bạn. Đi giống như là đi chợ mua thịt mua cá vậy đó. Cho nên hồi lúc xong giấy tờ là mình tới đó là 7 giờ, xong là đúng 10 giờ luôn là mình lái xe về. Tại vì thường là cái chỗ đó nó đóng cửa lúc ở chỗ đó nó đóng cửa lúc 9 giờ tối mà 10 giờ mình mới xong á. Cho nên mình cũng không có kêu người ta hướng dẫn chỉ cho mình gì hết trơn. Nếu mình yêu cầu thì họ vẫn phải làm thôi các bạn. Tại vì họ bán cho mình thì cái đó nó cái phần giải thích đồ á.
cách sử dụng đồ là nó phải included Nathan. Nhưng mà Nathan, lại. Open the door. Nhưng mà trễ quá thôi, hey. Cũng không có yêu cầu nó làm gì về, mình sẽ tự động mò mò ra thì nó cũng xong thôi. Rồi bây giờ là ở đây thì mấy cái nút mà để mình mở cái trăng ở trên đây, rồi mở cửa cũng được, đóng cửa mở cửa ở đây cũng cũng có xài mấy cái nút trên đây. This thing is like awesome, Nathan. Are you happy, kid? Rồi. See ya. Cái xe này nó rất là rộng rãi, thoải mái. Mommy, where do I put the trash? Đây. We don't have the trash can here. Bây giờ là mình đang ghe ra khỏi cái garage xe của nhà mình. Dad, turn the TV on, Daddy. Oh, I didn't bring a DVD. Oh. At least I can do something. Đây thì cái này là cái màn hình này là cái màn hình giống như để mình ghe, yeah. Nó là có cái camera ở phía sau á để mình thấy mình ghe. How do you know where you put the DVD in? Cho nó an toàn rồi hoặc là mình lái xe đi chỗ nào mình không biết đường thì mình sẽ bấm cái map đây, show DVD nó sẽ up there, hiện ở đây cho mình chạy. No. Đó. Xe của mong nhiều phía trước. The screen is all black. Đó là xe của Daddy. Rồi, xe này chạy nó rất là im mà nó im vậy đó, nó không có nghe luôn á. Hồi lúc mà mình chạy thử á thì mình bấm cái nút rồi nhưng mà mình không biết là cái xe nó chạy chưa được các bạn, tại nó im tới mức độ vậy em. Rồi phía sau nhà này là một cái phần cái bãi đất trống không các bạn, thì nó có mọc cái rau cải cải trời mà cái hoa nó nở màu vàng với lại màu trắng đó các bạn. Thì mấy bữa bà ngoại cứ đi ra đây hái về luộc ăn. Let's shut this for now because there's no I gotta figure out how to put a DVD in. I don't know. This is the first time driving it. I think it's a DVD. Only 13 miles, honey. You drove all the miles so far. The first time I drove it. I told you try it last night. No, I just drove it around the block and put it in the garage. Well, last night I just drove one block too. But from there to here though too. 13 miles thôi các bạn, là hồi lúc mà mình chạy từ cái chỗ cái dealer ở chỗ này nè các bạn. Đây cái dealer sát bên nhà luôn. Ở đây là nó có nhiều dealer bán xe hơi lắm. Cho nên look, all four car garages. These are big houses over there's here. There's a five car garage. That's a five. I mean, I have bây giờ thì mặt trời lặn rồi cho nên tối. Nhà ở đây gồng nhà ở đây toàn là nhà lớn không à các bạn. They have a four car garage. The house got at least be 4,000 square feet. Five car garage. Four car garage. Nhà của Bi ở trong cái khu này ha là nhà trệt mà thuộc dạng là nhà nhỏ nhất trong cái khu nhà này luôn đó các cô chú. Nhà của em Bi với lại Kê á. How come we never get the big and fancy ones? How come we don't get always get the big and fancy houses? Đây là trường của Bi nè. Okay, this is school. You download Mr. Beast Burger, Nathan? Can't get into it. The Beast School. Huh? Can't get into it. One bar. No, Nathan, you can download it. LTE. You don't go by the one bar for... I downloaded it. I
niche that I can't get đó. Into. Why? Cái này là ngay cái khu cái chỗ chơi nè, mấy cái lớp zombie chỗ đó đó. Còn đây là cái sân chơi của anh đi đó. So you can't get into. Còn đây là cái đặc phòng. You know what's interesting, honey? When you're following, when I was behind you, I mean, you were behind me on the way home last night, you kept high beaming me, and I was wondering why you're high beaming. I thought you wanted me to slow down. That's why, if you notice, I slowed down a few times. I didn't touch anything. I know. I was reading the article. So, this is a family car, right? So, it automatically turns the high beam on when it thinks you need more light. And that was a dark road. So, the high beam automatically goes on if it thinks you need more light. Because these are the LED lights. So this—that's why I said this. The limited one is a good model. This is a good model. So that's why I said I'm not too unhappy. The car is nice. I'd rather it had a all-wheel drive, of course. But you get what you get. It's kind of not very many options out there. I called around too today. No one has any. Daddy. Bây giờ thì mình sẽ tạm biệt cô chú anh chị và các bạn ở đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.